Đây, em là đây. Các anh lớn đúng không? Các anh lớn thì lớn thật. Em tôn trọng các anh thật. Nhưng mà các anh không tôn trọng các anh của em thì em cũng không tôn trọng các anh. Thế thôi. Còn nếu mà muốn thể hiện đẳng cấp một tí thì hai anh em lại lên kèo. Đấy. Cho nó vào việc nhá. Lên kèo một tí ai cũng được. Nhất là anh nào mà chửi hai anh của em đấy. Cứ làm kèo với em Đạt là vào vào việc luôn. Lúc nào cũng được nhá, lúc nào cũng được, bất kỳ lúc nào, không cần, không 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 cần phải đánh động đến các anh của em đâu, mình em thôi, một mình em, ok chưa? Một mình em sẽ chơi với anh. Ai được mà sama Grab tapi Grabnya udah dari TikTok oh ya udah tadi Pong yang di ya Hai Pong sama Jet sama Adat bây giờ người ta kiểu không thể hiện bằng nắm đấm nữa rồi, bây giờ các anh lớn rồi thể hiện bằng tiền thì ok, em là một người em, em là một người em thật, các anh thích kiểu như là, thể hiện thì gặp em một tí. Em thôi, lúc nào thắng được em rồi thì lúc đấy thì mới nói chuyện với các anh của em được. Chứ còn để mà em còn chưa qua được mặt em thì đừng qua mặt các anh em nhá. Ok chưa? Còn các anh của em thì từ xưa đến giờ, để mà những ai mà biết về các anh của em ấy thì chưa giờ các anh của em mà đi cãi chửi lộn nhau với ai cả. Các anh chỉ có đi giúp người khác thôi. Thế mà còn lôi còn còn lôi cả các anh của em ra để hao ai với ai. Người ta nhìn vào người ta sẽ hiểu thôi. Người ta nhìn vào người ta sẽ hiểu. Đẳng cấp của các anh của em là như nào? Đẳng cấp của các anh của em ấy nó là ở một đẳng cấp khác. Nó là ở mâm trên rồi. Nói thẳng luôn ở mâm trên. Các anh của em thì là mâm trên luôn. Làm gì có cửa. Chứ còn đương nhiên thì chẳng nghe ra nào đi để chửi chửi anh của em thì chả hiểu kiểu gì, mà trong khi đấy anh là một người mà em rất tôn trọng, luôn, thế mà lại đi chửi anh của em ở thế buồn cười, kiểu nó bị buồn cười ấy đấy nhá. Còn nếu như mà chưa qua mặt được anh mà còn chưa 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 qua mặt được em thì tốt nhất là từ bây giờ nhá, đừng lôi cái câu chuyện của mình ra làm quà để nói các anh của em nữa, ok chưa nhá. Hello anh nội thất nhá, các anh của em thì nó là đẳng cấp khác rồi. Người kiểu như là chửi anh Jack với cả anh Conan mà là chơi su nậu với cả chơi su công ty ấy. Nói Em luôn bảo các anh của em là một đẳng cấp khác luôn. Em nói thẳng luôn, mâm trên luôn. cho nó thử chơi đi xem cho nó có chơi được không. Chơi với em thôi, không cần chơi với các anh của em đâu. Và với Đạt một cái nó biết ngay, chỉ là một người em thôi. Nhưng mà va một phát là hiểu con người luôn. Chưa cần đến các anh của em. Nhưng mà cái căn bản ấy, cái căn bản là căn bản là anh của em chưa giờ kiểu hai ông ý thề luôn, các hai ông ý hơi bị hiền luôn. Hiền kinh khủng luôn. Chưa bao giờ biết cãi chửi lộn lẫn nhau với ai. Thế mà đùa nôi công ý vào cái câu chuyện này kiểu hao ai một gái sao. Mà trong khi đấy người đấy là cũng là một người mà em đã từng rất tôn trọng. Thế mà nôi anh của em ra để nói không phải chửi. Chửi em thề luôn, chửi câu chửi như thế em thẳng luôn là em đéo tôn trọng nữa, thế cho nhanh. Ô, anh không có anh Dũng ở đấy nhỉ? Cái bạn đấy thì anh không biết và anh cũng đéo quan tâm với bạn đấy là ai luôn, nhưng mà Jackie thì là anh chơi cùng, anh biết thì Jackie là ai và chất như thế nào từ xưa đến giờ nên anh cũng biết. Còn cái bạn không tên tuổi với anh thì và anh cũng chả quan tâm.
Đấy thì em bảo rồi kìa, bây giờ người ta không hơn nhau ở cái nắm đấm, nói thẳng luôn. Còn nếu mà thích tạo lét thì lại tạo kèo để em đạt lại quay lại kiểu thời gọi là bấm tay thử phát. Nhưng mà Jackie với cô Lan người ta chơi đẳng cấp, người ta có bao giờ dính cái gì đâu mà tự dưng lại lôi lôi Jackie vào làm gì? Bọn bỏ nói cái câu chuyện này là lôi lôi nó chỉ là câu chuyện vì xinh gái thôi, nó cũng chả có cái gì cả. À, nó phải biết thế mà là lại mình lôi đứng tầm nào chứ, anh hiểu không? Em thì em vào nhưng em ngồi dưới à, em không nói gì, thì quá em rồi. Đấy, nhiều khi kiểu các anh của mình kiểu hiền quá anh ạ. Kiểu anh của em hiền quá nên nhiều khi kiểu như cũng kiểu thiệt thòi nhiều ấy. Em hình dung ra là anh dắt anh ấy như có nghĩa là nếu như để mà nói là như như kiểu kiểu là bụt đấy, ai nói anh gì cũng được, vẫn bạn tôi, vẫn bạn xưng tôi, vẫn nhẹ nhàng, vẫn âu yếm. À, chứ còn phải như kiểu anh nội thất thì xin lỗi luôn đi. Thì là em tính của em là cũng là anh ấy dạy thế luôn, không bao giờ chửi nhau với ai, nhưng mà động đến các anh của em hay động đến gia đình của em thì lú lú luôn, lú như con cú luôn. Nói thật là nếu nếu như bây giờ mà quả đấy mà là thay thay vào ông nội thất thì anh nói với em giờ này ông đang nhảy như con cào Đó. cào ấy, Anh hiểu thì hiền lắm nhưng nhỉ? Thế mà luôn. Đùa, các anh của mình hiền như bụt. Thế mà cũng lại bị ấy, mà chứ anh công nhận không? Chuyên chỉ là đi giúp người khác thôi. Đúng không? Chỉ đi giúp người khác. Đấy, thế mà cũng lại bị kiểu vậy. Cái lọ cái chai. Ê buồn cười, cũng ối thôi thật. Chỉ giúp thôi. Anh ấy là trên mạng này nhưng Hay mà là cái gì đúng đó? rồi, Anh có cũng bạn là không chơi comment rất nhiều hay, có bạn comment rất hay luôn. Anh cũng không muốn sân si với đội không cùng đẳng cấp, nó là rõ ràng. Thế thì em mới bảo là bây giờ cái vấn đề là em đây này, em là một người em đúng không, chỉ là một người em thôi, nhưng mà cứ hai anh em thì cứ làm cái kèo nó vào việc anh nhỉ, chỉ một mình em thôi, một mình em thôi là được rồi. Nhưng mà kèo gì thì em phải nói, hoặc là kèo kèo gì em phải trừ, chứ không lại chơi kèo ăn sầu riêng là thua đấy. Em hiểu chưa? Không, kèo xong ăn sầu riêng thì chịu thôi, kèo sầu riêng thì chịu, kèo sầu riêng thì chắc Đấy chắn thì hai em phải nói hai rõ ra, hai đứa đang ở nước ngoài à? Phải thắng được em thì lúc đấy mới so bì đẳng cấp với các anh của em được. Nói chung là anh bảo Đạt này, Em đây. người ta không cùng tần số với hai, là cũng không có không cùng mâm với lại Jackie đâu, nên là không cần phải để ý đâu, bởi vì anh gặp Không phải đâu, nhưng Jackie mà em là nghe cái câu không, đừng này, đừng đừng đặt nghe người câu người ta cùng mâm em ạ, mất giá trị, mâm thì hiểu làm không? sao cùng mâm với em được, Nên là bỏ đi. làm sao cùng mâm với các anh của em được. Nhưng mà cái căn bản là nôi cái câu chuyện đang tự nhiên nôi câu chuyện của nói các anh của em ra, xong bắt đầu lại kiểu kiểu nói kiểu bề đời mờ các kiểu ấy, thì em mới thấy lỗi rồi, anh hiểu chưa? Thì em mới cay, em mới phải nói, chứ còn bình thường thì em nói làm gì. Nói chung là mấy mấy anh có tiền, nhưng mà nếu mà có tiền mà cái kiểu lên khịa những người nọ kia đấy thì Em xin phép luôn, em nói luôn anh mà, không không kẻ không có không tiền không nhưng mà khịa người nọ người kia em xin phép luôn, em đéo tôn trọng luôn đấy. không chơi, nó chơi, nó người có tiền người ta chơi nó đẳng cấp khác ấy, chơi mà lại gái gú rồi khịa người nọ người kia nó mất hay nhá. Thế nên là anh lúc nào cũng không là người có tiền ở trên cái mạng TikTok này, không bao giờ có Thì em tiền có tiền, nhé. em có tiền, tiền ở đâu? Đây này, tiền còn vừa phải báo vợ đi mua rồi kính ạ. Đây này, em vừa xin tiền mua kính. Anh thì
có mấy thằng em giai đấy, thằng Sơn với thằng Đạt đấy ở trên này ấy, nhiều khi là nói thật với mọi người luôn là trộm được tí quỹ đen vợ trong người để chơi chơi vui vui với các em mình ấy. Ấy không có tiền nhưng ai ai mà khịa vào anh là cũng rách việc phết đấy. Mệt phết. Đấy, vừa vừa phải xin vợ mua đôi kính. Nói chung là kính này thì nó cũng rẻ thôi. Thôi em à, anh xuống đây nhưng mà anh bảo hai hai đứa đang đi nước ngoài à? Em đang ở ở bên Indo mà. Thế là để đi. Hôm nào về? Em á, em mấy hôm nữa. Ừ. Anh thử đoán kính này bao tiền? Đâu? Đây. Chắc là 100.000 chứ mấy. Thế thôi, nói chung là để mua kiểu mua. Kính đấy nếu mà không nhầm mà đi lên cái lối Trương Dương ấy, xong rẽ trái xuống ấy, một tí là ở đấy nó bán theo cân đấy. Vãi cái giường mà theo cân. $50,000 miễn ship ta xin. ông lại cứ mang lè, ông lại cứ mang hàng cân ông cho vào túi xong ông mang đi ông lè à? Hả? Lừa toàn lừa. May à, may mà may mà vẫn giữ cái bill anh ạ. À thôi em đừng sâu cái bill ra em ạ. Bill thì làm cái gì, anh nội thất anh đang ngồi máy tính, em thích bill anh ấy in cho em mấy cái luôn. Anh buồn em cười, bill người ta là bill đàng hoàng có dấu đỏ, bill anh này toàn photo xong anh ký đó, anh ghi vào thì... con này con anh bảo nó chỉ 100.000 thôi thì em cứ để coi như là để nó thành 100.000 đi, hiểu không? Em mà show cái bill ra mọi người lại biết là anh bốc phét đấy. Hiểu không? Ê, ông Đạt ông em hiểu cái câu người ta bảo là đắt thì che đi, còn rẻ thì mang lên khoe rồi, ông hiểu chưa? Không, em thì được cả, em hay đi khoe lắm anh ạ. Ví dụ như là đây này, em còn mang cả hảo hảo của Việt Nam đi sang Indo để ăn này. Này thế là vừa nãy mà em mang hảo hảo lên mà như thế, ở đây có 5k8 view nên là công ty hảo hảo nó phải trả cho em tiền taxi đấy nhá. Nhiều phết đấy, mỗi lần em mang như thế là khoảng đôi chục đấy, chứ không phải đơn giản đôi 30 triệu đấy. Mang thương hiệu Việt Nam ngoài nói gì mà em bỏ lên, em mang lên này bao lần này. Mang thương hiệu Việt bên ngoài mà nhỉ? Đúng rồi, kể cả Thăng Long, thuốc lá Thăng Long em mang sang Indo mà. À. Bên này nha, bên này hỏi đây là thuốc gì? Kiểu thuốc lá Thăng Long thì ở mình thì nó nặng, nó đẳng cấp rồi. Sang bên này cho các bố ấy bắn thử một điều, các bố ấy nhảy ngược luôn. Bê luôn à? Bê luôn thì em chào anh. Này, nhưng mà đúng là từ lúc lên mâm trên ngồi phát là có vẻ ăn nói rõ ràng hơn anh, nhỉ? Anh đã gột rửa bụi chân về rồi đấy. Yeah. Từ lúc em lên mâm trên em ngồi phát là có vẻ là nói có vẻ là rõ ràng hơn rồi đấy nhỉ? Em, chứ em, không em, như cái thằng mà ngồi mâm dưới đâu. Giờ thì em vẫn thế. Thì chào Jackie nha. Đang khuya à? Đang bên Mỹ. Đấy thì em bảo rồi, nói chung là cứ phang vào em một phát là biết ngay. Nói chung là không cần đến các anh của em đâu. Em thôi, cứ không phải tạo led với cái đâu. Làm thử phát. Trương ba. Tạo led. Hey slow. Hey slow ạ. Anh Dũng ơi, làm gì thông ra không? Thông ra á? Ờ. Thông ra thì là thông ra với em á. Mà em cho khoai cho em bụp hết. Nhưng mà trước khi thông ra thì phải để cò nhà anh nó chén trước đã rồi tính sau em. Quan trọng gì đâu anh. Quan trọng em nói với anh này, chưa chắc có phải tử trước anh. Mà là nhà em nó chén trước, anh hiểu chưa? Anh bây giờ anh gì nữa? Nicky bây giờ đang bên đấy đang muộn đúng không? Đang khuya, đang đêm rồi. Nào về Việt Nam mấy anh em gặp nhau nhá. Ok anh.
Anh có gặp Jackie em không? Anh đang muốn gặp không được. Đấy đấy mới chỉ gọi là Jackie em rồi đấy. Còn chưa tính như Jackie anh đúng không anh? Đâu anh em nghỉ đi. Anh nếu có thằng nào nó khi em để bảo bảo chơi với anh trước đấy. anh không nhậu nha đấy, chưa gì đã không nhậu nha đấy, khổ lắm đấy. Anh này đấy. Anh ông, thích nhậu nhẹt. Ông anh nhà nhà em đã hiền đến mức độ mà chỉ uống nước ngọt rồi mà vẫn bị mấy thằng gọi là tạo nét gái để nó khịa. Ê buồn cười. Nhưng anh lần sau được, anh em uống được. Lần sau em bảo anh nhá. Đấy, con xin bố đúng lên nè. Lần sau em bảo này. Thảo mà khi anh ấy thì khi anh của em ấy thì các anh gọi em vào và để em và em hẹn quả kèo thế cho nó nhanh. Chứ bây giờ để anh của em lên ngồi cùng mâm như thế nó không đẳng cấp, anh hiểu chưa? À. Đấy. Kiểu anh em nên ngồi ngồi ở cái mâm đấy nó kiểu thành vị buồn cười ấy. Sang bà đi. Cho nên là nói ít thôi cho người ta hiểu là đủ cái thế là được em ạ. Không cần đấy. Đấy thì em bảo rồi, em bảo gì nếu mà thích ấy thì cứ hẹn em chứ không cần anh của em đâu. Anh của em nó kiểu bị kiểu mâm mâm cao quá, anh hiểu chưa? Đúng rồi. Nên Thành ơi, tao nói thật mày này, riêng mày nhá, không cùng đẳng cấp, lướt. Lướt. Thôi, anh em mình để cho Đạt nó nghỉ ngơi đây, nó vừa, hình như nó vừa mới sang anh, hay sang hôm qua anh nhỉ? Em sang hôm qua anh. Em bây giờ sự kiện đi anh không? Thấy dần dần anh không biết, anh chạy vào á. Vừa anh cũng ngủ dậy xong rồi. Đấy, thôi em. Đâu mà anh em ơi. Có Đạt đã bao giờ dám đi gây lộn với ai đâu. Tuần kia ạ, nói chung là anh em nhà mình thì không thích đi gây lộn với người khác, mà chỉ người khác gây lộn với anh em nhà mình thôi. Lom dom bước đúng thôi. Đạt bình thường hiền lắm nhưng mà động vào các anh của Đạt thì cũng là ra gì đấy. Mình biết đấy, đừng đùa. Bình thường là uống coca thôi nhưng mà động vào là mình uống rượu luôn á. Không uống rượu, em uống nước lọc. Anh buồn cười. Bình thường anh ngoan hiền lắm nhưng mà nói chung là anh em cứ phải hiểu con người nhau một tí thì mới biết được. Nhưng mà thằng VTC ơi, anh bảo mày mày muốn làm thông gia với anh thì mày phải để nuôi nó lớn xong bắt đầu là để con trai anh đến thử trước nhá, nếu mà được thì làm thông gia. Ồ, nhá. Được. Em nói đi. Hay là nó bị thịt lại mới là điều quan trọng. Như anh bây giờ anh cứ quan trọng là anh có cái cù nhà anh nó có cái vòi ấy, xong anh bảo là thử chắc gì là con nhà anh đã thử mà sao không phải là con nhà em nó thử. Rồi nghe có vẻ hợp lý nhỉ. Giờ cái đòi úp bát à. Hai anh em chém gió đi nhá. Đạt ơi. Ôi ấy xong nghỉ ngơi đi. Em tắt live em đi chuẩn bị thay quần áo để em đi sự kiện TikTok đây. À ok, tắt live đi. Tắt live của dân nha. Đấy đấy. Em chỉ nói ít thôi, nói ít hiểu nhiều. Nếu mà không hiểu nữa thì cứ nhắn tin cho em nha. Ai được. Nhắn tin cho em, không cần đến các anh của em đâu, cứ em thôi là được rồi. Nhá. Căn bản là đến tay các anh của em thì kiểu nó không cùng mâm ấy. Thôi, bye bye mọi người nhá. Nói ít hiểu nhiều nhá. Vụ gì đấy à? Thì vụ tạo nét. Nói chung là kiểu Đạt kiểu lâu lâu kiểu không được bấm tay ấy. Kiểu tay nó hơi ngứa. Đấy kiểu thế. Em chào mọi người, bye bye mọi người nhá. Bye bye mọi người. Tí nữa đến sự kiện em lại like cho mọi người xem. Bye bye mọi người nhá. Thank you.